Bữa nay đi làm xe hết xăng, chạy được có 33 mai nữa. Thì trên đường từ nhà đi đổ xăng nha, từ nhà đi đổ xăng khoảng cỡ 3 phút từ đây chạy đi. Đó, cũng là không gian này thôi. Giờ trên đường cứ đi thôi. Xuống xe đổ xăng, cái này em nghĩ ai cũng biết rồi đó, bên Mỹ mình chứ nè, kể vô. Chung thì đợi đợi à, nó kêu mình lấy thẻ da thì mới kéo dài thẻ da thôi đó, mình không có này mình bấm no vậy thôi rồi. Bắt đầu mở này nha. Nặng lắm. Lấy cây đúc vào. Bấm. Trong khi chờ đợi xăng đầy, chạy vô mua đồ ăn sáng. Ở đây bán đồ ăn sáng ngon lắm. Mua sausage. Xúc xích đó. Xúc xích ăn. Bán đồ ăn sáng. Bình thường bên Mỹ bán này nó có sẵn hết, nóng lắm. Ở đây chỉ có bánh mì. Ôi, đó, nãy là da. Xong đồ ăn sáng. Chắc đầy bình xăng rồi. Đó. Một bình xăng là 62 đô 16 sen. Trước khi lên xe, cả bánh mì xúc xích cực kỳ ngon nha, có ketchup canh miếng quả. Nếu mà mình mua cà phê mình không order bằng điện thoại trước á, vô đây xếp hàng chắc là lâu. Hên quá, giờ hên quá mình order trên điện thoại rồi. Chắc là không. Order sẵn từ nãy thôi. Trước khi vô tiệm, tối hôm qua có mua một cục thịt, thịt heo khoảng 21 đồng 55 sen, tính ra thì Việt Nam mình là 400 ngàn hơn chút xíu. Bữa nay mình sẽ kho thịt hột gà nha. Nãy quên quay, hôm nay em có trộn thịt qua nước sôi, em mới ướp xong 3 muỗng canh bột gà, 3 muỗng canh nước mắm, một chút xíu bột ngọt, tiêu lắc mới bỏ sau. Đó, ướp khoảng 15 phút, 20 phút, bắt đầu mình kho nha. Giờ bắt đầu thắng nước màu nha.
đây là dầu đó, giờ đợi vô bỏ đường vô nó sôi sôi, bỏ đường vô thắng nước màu đó, đợi cho nó giờ nước màu cũng xong nha, bắt đầu chuẩn bị đổ thịt vào. Bây giờ bỏ thịt vô rồi đó, bây giờ cái xào sơ sơ một cái rồi bỏ nước sôi vô kho với thịt gà lộn nha. Nãy giờ đang làm khách, giờ ở ngoài cái nồi thịt kho trứng không biết ra sao rồi nha, để ra coi thử cái rồi làm tiếp nha. Rồi cô Nguyệt, trứng kho sao cô Nguyệt? Rất là ngon, thơm, ngon, ăn rất là đậm đà. Cô mới nói với con là chưa đủ thấm mà. Chọc con thôi, đâu có dám chê con, cô không chọc con ăn. Rồi có giờ mang ra ngoài kho tiếp nha. Tại bây giờ nãy làm nãy giờ chưa có thời gian kho, bây giờ kho tiếp. Rồi thịt kho trứng mới sạch kho xong nha, giờ bắt đầu ăn. Mickey, thử cho anh. Ok, đang làm đây. Cơm kho trứng của David. Sao Mickey? Cái gì vậy? Ngon nhức lắm. Anh Mickey, điếu thiệt. Tranh thủ ăn xong ra làm nè em nha. Tôi để cục bụng im thôi. That's young. Look good, ain't you? I get it. I get it. It's a good body to him. I feel like he's older. And he's going to want to relax after they're grown. Yes. Yeah. Yes. I get it. My hands look chubby on this. After that, I'm like, I can do the little bit for the shopping. Look at it. Oh, okay. You don't have to, I promise, I don't mind. They don't know who it is. Sometimes, you know. Yeah, you know, it's hard to go 100% to 80-20 or 90-10 or whatever it is, you know. Yeah, I have it. Yay, thank you so much. I think this is what I've been looking for, trying all those. They're all very pretty, right? They're all very pretty. I can't wait. Oh my gosh. This weather. No, I'm talking to her about tanning. Yeah. And I don't do the tanning. I don't do the tanning bed. Right. You think you saw it? You seem like a really pretty tan. I think. Yeah, it gets pretty nice. Oh, well, what do you put on your skin? A spray tan. So I go to like a tanning booth. Okay. Gotcha. Okay. It's not ideal, but I used to do that. Thank you.
đâu phải chị đâu, là chia sẻ thôi mà. Chị chia sẻ đó. Đâu có đâu. Bật ghép nhạc cho thôi. When did you say you get the bar set up again? We're still waiting the liquor license to come. Were you okay? A little lower. And a little to the side. Yep. Is that good for you like that? Yep. I've mentioned it to people before and they haven't known what it was. Well, a lot of people drink it when they're sick. They're sick, yeah. Yeah. Mm. But there's alcohol. Yeah. And like orange peel or lemon. Yeah. And Bailey's. Maybe some food. A tuck. Yeah. Let me see. A few more, like here and there, here. You went too much on? It not look really... Not too much, just a couple more. Like okay. One there, one there. Yeah. Just show me, and then... And then one there. One there? Uh-huh. Yep. And that's good. They're crazy.